Dạ vâng. Thế mọi người vào Thôi, link trong màu cho em nhé. cho màu hả? Rồi Vâng, cho màu, vào màu là từ được. từ giờ để chị cộng, tụi chị cộng rồi xong cho màu. Vâng. Rồi, thank Vâng you em. ạ, vâng em cảm ơn nhé. Rồi, Tuấn ơi, Thảo ơi, An ơi, giờ mình xác định nó màu gì đi đã. Màu Số máy. gì? À, lại từ Thì đầu, lại từ lại từ đầu theo cái bảng kia thôi. Nếu mà mình cho đầu. lâu rồi thì nó sẽ là bù. Đi. Là nhóm số mấy vậy anh chị? Nhóm số 5. Nhóm số 5 à? Ừ. Bây giờ mình đi lại cái cột Natural Hazards Profile đi Em ha. thấy nhóm số 5 ở đây là Hồng Kông Vân Đồn JFK là có người chọn rồi. Đâu, chị chọn Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cam Ranh mà. Chị thấy em share cái màn hình không? Cái màn hình này cái group mọi người nhập vô nè. Có ai đã nhập sẵn nhóm số 5 là Hồng Kông Vân Đồn là đi Ủa vui vậy? không? Em đặt tên cho nhóm chị là nhóm 5 đấy. Vâng, chị lấy lại cho chị cho luôn màu vào Cái Cam Ranh ở cái Natural Harass ấy mình có nên để là mức 2 không nhỉ các anh chị nhỉ? Bởi vì em thấy thực ra thì Cam Ranh nó cũng ít bão. Bão mà vào các cái tỉnh ở quanh quanh Cam Ranh thì nhiều chứ còn Cam Ranh lại ít. Đúng đấy em. Hai. Alo. Ảnh hưởng bên chị vẫn là medium đúng không? Nếu mà ít thì để medium đúng rồi chứ chị. Không, medium là mức độ ảnh hưởng ạ. Medium. Medium có ảnh hưởng. Medium là mức độ ảnh trung bình. Còn likely và lâu unlikely người là thấp. frequency. Chị vừa nói. Lê à? Lê vừa nói à? Quyết tâm bảo vệ quan điểm của mình không? Thì em chuyển thành cái Cam Ranh để hai hơn. Để số 2 ấy. Em không nghĩ là nó phải để cái medium, tức là vẫn là cái mức ảnh hưởng vẫn là 2, nhưng mà cái đấy thì nó vẫn là chỉ là ở mức độ 2 thôi, vì thực ra là Cam Ranh này em thấy đúng là bão thì vào miền Trung nhiều, nhưng Cam Ranh lại rất ít khi bị ảnh hưởng. Đà Nẵng hay là các cái tỉnh lân cận thì bị ảnh hưởng nhiều hơn. Nhưng mỗi lần mỗi khi đã bị ảnh hưởng rồi thì mức độ ảnh hưởng nó sẽ là hai medium hay low. Khi không khi bão không vào không nói, nhưng nếu bão đã vào nó sẽ là hai medium hay low. Ít nhất nó phải medium hoặc low là hoặc là hai chứ. Medium đấy chị ạ. Thế thì medium và bây giờ đến tần suất là likely hay là possibility thì nó sẽ chuyển lên quanh độ đấy ba hoặc bốn nhá. Nếu như mà Cam Ranh ít vào thì nó màu vàng là hợp lý rồi đấy. Không thấy dần dần nhá, nó chỉ có là nó ít vào thì nó sẽ là possibility là có thể thôi đúng không? Em để trong bốn ạ. Bốn là thay. Đây là mình là nâng lên một bậc đấy. Chứ không phải nhẹ đi như như ý tưởng ban đầu đâu. Thì đấy các bạn là Cam Ranh vừa bị phát trong quang kia thì đấy mà em nhớ là em bị chuyển. Không nâng lên một bậc nhưng mà nó cũng hợp lý hơn, tại vì Dạ. cái bão, tần suất bão thì nó là possible thôi chứ nó không có likely, tại Dạ. vì nó ít vào. Anh chị là phản đối phản tiếp thì làm thế ký nhé. Là 4. Dạ vâng các anh chị ơi, chắc là em xin phép các anh chị đã thử để up lên cho các em không ạ? Mình có thể làm trực tiếp trên cái sao của Drive. Ừ.
Chị ơi, nếu như mà mình đang để low và possibility thì nó phải là 2 nhỉ, sẽ 4 nhỉ, ở cái HATAS cam ranh ấy chị. Natural HATAS. Không, tôi nhầm, đấy mình để là middle đấy. Tại vì lúc đấy mọi người bảo là ảnh mà đã vào rồi thì nếu mà nó đã vào rồi thì ảnh sẽ là không ít đâu. Quên mất. Bác tỉnh nhất thế giới. Questions, then we go for lunch, huh? Then we come back at 1:30 in Vietnam. Yeah, thank you. Yeah. Chị ơi. Chị Hằng ơi. Dạ, thống nhất cao quá, cao như hộp đậu đà. Em thấy ở cái đoạn cái phần hai xem hai. Đó cái phần bên đấy đấy. Cứ hai xong lại cứ để phải là sánh à? Mình để hai. Không, hai nhưng mà điểm của nó chỉ được có 2 điểm thôi thì nó phải là màu xanh. Là nó ăn theo cái bảng ở phía trên này này. Khi mà điểm của mình là 6 điểm đây, ví dụ như cái con Hà Nội mà ảnh hưởng đến lịch bay này này, nó được 6 điểm nó mới được lên màu đỏ. Tức là ăn theo cả hai yếu tố, ra tổng điểm bao nhiêu thì mới bôi màu. Ok. Thế gọi đây là đổ gia đình văn hóa. Không cãi lộn. Chị Lê đang nói đúng đấy chị ạ. Cái phần potential này, fail này, nó đang để là mình đang để 2. Nếu mà ở cái cột 2 ở đầu nó chỉ cam với cả đỏ thôi. Mình đang để 2 và align, mà mình để màu xanh là số 2. Cái này chị ạ. 2 vâng, và vâng. Align. À hiểu rồi. Đây là số 3 gì? Ok rồi. Okay, đúng rồi. Tức là mình căn ra theo điểm thì nó sẽ phải... hai và unlike là con này à? Đấy cả hai cả cam ranh cả hâm nồi đấy. Đấy đang để hai. Thế thì mình phải sửa thành đây đúng không ạ? Hai và unlike 3 điểm là màu vàng đúng không? 3 điểm đúng không ạ? Đúng rồi đây. Hai và unlike đi. Ok xong rồi. Rồi đây. Natural has a natural has
Rồi. Các nhóm xong hết rồi là 1 2 3 4, chỉ còn 4 thôi. Ok, chờ 2 phút.